Ok ok, hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới menu của mình. Và mình là Thắng đẹp trai đây. Oh my god, thôi rồi, hôm nay mình lại để cái con duck của mình nó ở ngoài. Ôi quên mất, sorry mày nha. Hôm lọ để, ui, oh my god, con nó như này. Yeah, gà của mình đã đẻ ra gà con rồi. Vui quá đây các bạn ơi. Ui, mới có mấy ngày không gặp các bạn thôi mà gà của mình đẻ cực kỳ là nhiều luôn. Trời ơi, sướng dã man luôn mọi người ơi. Ui, chào nó ăn đầy đủ phát nè. Oh my god, vui quá các bạn ơi. Thắng không biết là phải tả niềm vui của mình như nào bây giờ. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy mini world. Trời ơi, đẻ ra gà con này. Cái con bò nó bị ngáo rồi à. Con bò khốn nạn này, trời, cái con lợn nó vào được cả nhà mình luôn này các bạn này. Mà không phải cái con lợn này nó bị lỗi đâu, cái con lợn này nó bị làm sao ấy, như kiểu lợn thây ma luôn, như kiểu lợn nó lạnh quá ấy. Nói, các bạn thấy chưa? Mấy cái con lợn ở trong nhà Thắng toàn bị như thế này thôi. Thế là từ bây giờ mình sẽ không được ăn cái thịt lợn hồng hào rồi, mình phải ăn cái thịt lợn mà màu nhợt nhạt như này. Mà không biết bọn lợn này nó thích ăn nó có thể ăn khoai tây được không? Mình nhỏ, cho mình để khoai tây ở nhà rồi. À đúng rồi, các bạn đã quên mất. Cái nhiệm vụ ngày hôm nay của mình là phải làm ra cái cánh cổng đi tới cái thế giới địa ngục này các bạn ơi. Nhưng mà từ từ đã. Mình phải cho mấy con lợn kia xem là mấy con lợn kia nó thích ăn khoai tây hay là ăn cà rốt. Lợn đòi nheo. Mấy con lợn này nó không thích ăn khoai tây, chắc là nó thích ăn cà rốt rồi. Đây cà rốt của mình đây. Tưởng dễ, mình nhiều cà rốt lắm. Lợn đâu? Ê, con lợn này nó không ăn cà rốt này các bạn nè. Oh my god, các bạn ơi, lợn trong Milua nó ăn cái gì ta? Lợn trong Milua nó không ăn cà rốt mà nó cũng không ăn khoai lang. Trời ơi, các bạn biết nó ăn gì, các bạn nhớ comment nha. Thắng là Thắng chưa biết là, ồ, nó lại theo mình kìa các bạn nhớ. À không phải, nó đi qua cổng này. Mày biến nè. À cái hòm thư này, kiểm tra xem nào. Ui ơi, quá ơi, hôm nay lại có bạn gửi thư cho mình nè. Cầm bức thư ra trước nè. Từ từ để xem vật phẩm này đã. Nhưng mà phải đọc thư trước đã, xem nào các bạn này. Em chào anh Thắng TT, em xem thấy anh mới nuôi được 4 con gà. Ui, không phải 4 con gà đâu, đến tận ngày hôm nay là anh phải nuôi được 6, 7, 8, 9, 10 con gà con nữa rồi. Ui, anh sướng lắm nhá. 4 con gà mà anh còn thừa tận 2 cái chuồng nữa, nên là em tặng anh cũng 4 con gà. Nhưng mà gà này không phải là gà bình thường mà là gà láo nhiệt. Ê, trong menu có gà láo nắng nhiệt đấy các bạn. Khi mà anh nuôi 4 con gà này thì chắc chắn khu nhà của anh lúc nào cũng vui và láo nhiệt. Ờ đúng rồi, nó tên là gà láo nhiệt mà. Hết thư, em chúc anh ngày càng đẹp trai. Ok, anh cảm ơn em. Nói chúc anh đẹp trai thì anh cảm ơn em rất là nhiều luôn. Tấn lên cả đôi. Ok, có biết gà láo nhiệt đã. Lấy gà. Ôi, mà 4 con gà nhìn khắc quá. Mình có một quả trứng này các bạn này. Ờ, trứng này mình sẽ để nấu cái gì nhé các bạn nhé. Nhưng mà mình sẽ lấy 4 con gà láo nhiệt này ra trước đã. Ui, 4 con gà láo nhiệt này là mình sẽ nuôi. Ơ, 2 con gà nó là ô. Ê, ô, ô, không phải rồi. 2 con gà này là ở ngoài kia vô này. Trời ơi, con gà con này nó lạc mẹ à. Mà cái con gà nhìn buồn cười quá cả đời. Thôi mà kệ để. Đây, mình sẽ. Đói, 4 con gà láo nhiệt của mình này. Trời ơi, không biết 4 con gà láo nhiệt này nhìn nó như thế nào nhá các bạn ơi. Này này, một con. Wow, oh my god, trời ơi, 4 con gà láo nhiệt nè, 4 con gà láo nhiệt nè. Mình thả lốt ra để cho 4 con nha. Ui, con gà láo nhiệt này nhìn đầu của nó thì to mà thân của nó thì cũng giống như là thân gà bình thường thôi, chỉ mỗi tội là đầu của nó to thôi các bạn ơi. Oh my god, trời ơi, nhưng mà tại sao lại gọi là gà láo nhiệt ta? Mình có thể lo kêu hay là nó vui chơi gì đâu ấy. Hay là nó chỉ gáy vào buổi sáng thôi. À chắc là nó chỉ gáy lên gọi là gà láo nhiệt thôi các bạn. Hôm nay là Thắng sẽ làm lút cái cánh cổng đi tới cái thế giới địa ngục nha các bạn nha. Rồi, không biết là thế giới địa ngục trong video nó như thế nào ta. Ủa thì cái con bò kia sao? Cái bọn bò nó nhảy được này nên nó toàn vào nhà mình thôi các bạn này. Thắng là Thắng sẽ chế tạo cái cánh cổng ở trên này các bạn. Ôi, ở trên nhà của mình luôn. Trời ơi, cái ông thằng nãy lúc nào cũng cắm đuốc linh ta linh tinh này, cháy cả nhà mình thì toang luôn. Cứ cắm rồi bỏ đây, bực cả mình luôn. Rồi, ok anh em, bây giờ là mình sẽ làm nè. Cánh cổng ngục sẽ làm hướng này đi các bạn ơi. Hướng này cho nó chất con, chất chơi con nhà ông rơi. Đấy, một nè, hai nè. Trời ơi, đặt khối gì xuống bây giờ? Này, đặt khối dừa đây, mình có khối đất nè. Trời ơi, làm gì có thừa nhiều đâu mà đặt linh tinh. Đấy, rồi, đặt khối đất đây, nhìn cho nó đẹp sai nữa. Ok, đó các bạn ơi, quá là xịn xò luôn. Bây giờ lấy tiếp cái khối này nè. Ui, cái khối này gọi là khối thì quên mất tên rồi. Hai, cái khối này, cái khối đá dịch chuyển này, đặt xung quanh nè, xây chả giống Minecraft. Ui, xịn xò. Ui, các ơi, các bạn ơi,
viên cuối cùng nha. Tên. Bạn nào mà xem nhiều các bạn đã biết rồi. Mình mới chơi nên mình không biết đâu. Mình đang cảm thấy ngạc nhiên quá lên các bạn này. Nè, đặt tiếp vào, đặt tiếp vào. Đặt tiếp vào. Wow. Oh my god, các bạn ơi. Bây giờ là ta sẽ đi vô trong này nha. Nhưng mà không biết là có nguy hiểm không ta. Mà đi xuống cái thế giới địa ngục là nguy hiểm và cái chắc rồi. Mà ta không biết ta có trở về được không, trời ơi. Tên. Anh thằng tên hay tên nha. Là 1, 2, 3, let's go. Ui, trời, ui, giống y hệt là cái thế giới địa ngục trong Minecraft các bạn ạ. Ui, các bạn nhìn cánh cổng này. Trời ơi, xịn sò con bò ghê. Nhớ nha. Ui, chắc là mình phải lấp cái cánh cổng này. Nếu không là cánh cổng này mà nó hỏng là tao sẽ không thể trở về cái giới hiện thực của thắng được. Xong đó các bạn ơi, các bạn phải bảo vệ cái cánh cổng xuống địa ngục nha. Nếu không hỏng phát là chúng ta không thể trở về đâu. Ơ gì nè, thắng bên tay trái của thằng này có nhiệm vụ điều tra. Uầy, chưa gì mà lại có con người lòng đất ở đây rồi. Đừng có nhìn nó. Điều tra hang ố Hắc Long. Trời ơi, hang ố Hắc Long rồi sao đọc méo hết cả mồm. Cây gì đây? Cây này là cây gì? À, cây cỏ khô. Ui giời ơi. Cái viên này là viên gì đây các bạn ơi? Có rất là my god, quá ơi, tên này là tên gì đây? Nó định oánh mình nè. Mày nè, định oánh ta này. Uầy, sao tên này trâu ấy nhỉ? Quánh bốn phát một lúc. Uầy, hay quá luôn, ngã xuống đây rồi. Tên. Uầy, mình đang bị đói rồi. Trong này có rất là nhiều một cái con vật mà kỳ lạ kỳ. Uầy, đi đua với mình. Suýt lửa là mình ngã xuống. À, nó ngã xuống đây nhưng mà nó chưa ngã xuống lava này. Mày ngã xuống lava chưa? Uầy, mất một mũi tên rồi. Mày ngã xuống lava chưa? Ok, à, nó nhả ra dầu các bạn ơi. Dầu để làm ra cái con tàu mà lên mặt trăng. Đó, có hai con sike đây các bạn này. Mấy cái viên này là mấy cái viên gì nhỉ? Mình thử đào xem nào. Nào, uầy, viên gì đây các bạn ơi? Nhìn đẹp thế nhỉ? Uầy. Đâu rồi, đây nè. Silic nè, silic là cái gì đây? Silic là đồ ăn à? Đồ lặt vặt à, silic. Ui, để tạo ra cái gì mình không rõ. Mấy con gì kè nó cầm cung à. Solo cung nào, xem nào bắn xa hơn nào. Xem thằng nào bắn xa hơn. Thằng nào bắn trúng hơn nào. Ai bắn trúng hơn. Ui giời ơi, tưởng gì. Mấy cái thằng nhãi danh các bạn. Wow. Ui, bọn kia nó để ý mình rồi. Hai con luôn. À, con này. Mày nè, bắn tên này. Bắn tên, ui. Nó bắn tên ra lửa các bạn này. Mày ơi, bắn tên ra lửa nè. Ghê chưa. Dám bắn mình nè. Còn con Hắc Long. Ui, Con Hắc Long này. Mày ngã xuống lava đi. Cho mày ngã xuống lava luôn. Tối gì các bạn thấy chưa? Các bạn thấy bên kia. Ui, mấy cái khối phát sáng luôn kìa. Xịn quá đê. Ui, đông thế nhở. Trước mặt mình có hai cái viên phát sáng kìa. Nhưng mà các bạn đừng nhìn nha. Không biết là mình không nhìn chúng nó. Ui, cây gì này. Cái lấm thì sao? Mình không nhìn chúng nó. Chúng nó có nhìn thấy mình. Chắc là chúng nó không nhìn thấy mình đâu. Ui, ba viên luôn. À, ba khối luôn. Ui, trời ơi, hạt gì đấy? Ui, như kiểu hạt vàng à. Từ mình nhặt lốt đã. Đập lốt nè. Ok các bạn ơi, để xem nào. Ui, bột đá anh dương. À, như kiểu bột phát sáng nè. Như kiểu bột phát sáng luôn. Đó các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái bản đồ map con của mình chưa? Ui, có bốt này. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái con bốt này xem nha. Con bốt này là bốt gì đây? Mình nhìn nó ngầu như con bồn cầu luôn. Rồi, bây giờ đi ở hướng bên này cơ. Các bạn ơi, mình phải trèo lên cao kia mình đi cơ. Alo các bạn ơi, mình đã tìm thấy cái con bốt ở trong cái thế giới địa ngục ấy nè. Trời ơi, nhìn kìa, thì ra nó là một cái con rồng giống y hệt là cái con rồng trong cái thế giới kết thúc Minecraft. Ôi, nhìn này giống y hệt luôn, nó cũng bay nhưng mà may là nó không có cái chỗ mà hồi máu ấy. Thôi giờ mình sẽ tấn công nó các bạn ơi. Uầy, cái quái đây, nó đã nhìn thấy mình rồi. Ui mấy cục này xịn xóm nha, đập ra khoáng sản luôn. Uầy, bạn không biết nó tấn công mình không? Thôi xong các bạn ơi, nó sắp tấn công mình rồi. Ui, nó phun ra lửa kìa. Ôi, nó phun ra lửa phát mà mình tắt thở luôn. À, mình lắp đây. Oh. Wow, ghê chưa. À, mình vừa bắn chúng nó xong. Ê, con này tưởng thế nào? Nó yêu máu lắm các bạn ơi. Ui giời ơi, thằng mới bắn 30 tên thôi mà nó đã sắp nghèo nữa. Ui, Oh my god, mình cháy rồi. Oh my god, con này đơn giản lắm mọi người ơi. Uầy. Mày nè, các bạn thấy chưa? Chưa gì mình bắn 4-5 mũi tên là nó đã sắp nghèo tới nơi cơ. Mày bay đi đâu? Con rồng nè, uầy các bạn ơi. Ui, ghê thiệt. Wow, sức mạnh của nó còn lặn được xuống lava này. Kinh nhở. Uầy, dưới này không phải là lava đâu. Kiểu như là cái con đường bị lứt toác ra ấy.
Cẩn thận nha, cẩn thận nha. May mà nó không hồi được máu đấy các bạn ơi. Nó không hồi được máu đâu. Hay quá, hay quá. Không biết thằng mang mũi tên có đủ không. Oh my god. Lao, 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 lao. Lao cái con đồng này. Cái con đồng. Ui dồi ôi, tí nữa là toàn ngay. Nào, lao cái con rồng này. Ok, yeah. Tên 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 tên. Các bạn thấy mình VIP đẳng cấp pro chưa? Tưởng gì cái con rồng này cùi sách nè. Đấm nó phải vắt. Uầy, con có cái đầu lâu kia hình như lúc mình thiệt mạng ở đó sao ấy. Phải cái để làm cái bánh á. Lão ra kinh nghiệm này. Tên 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 tên. Không biết có trứng rồng không ta. Uầy. Wow, 41 sao luôn anh em ơi. Xịn quá, không biết chỉ là có trứng rồng không. Kiểu gì chả phải có trứng rồng chứ. Ồ, sao không xây được nhỉ? Có trứng rồng luôn nè các bạn nè. Trời ơi. Nhưng mà cái quả trứng rồng này lấy kiểu gì ta? Wow, đập cái bình này ra. Ui, các bạn ơi, nhiều đồ quá. Wow, từ vất bớt mấy cái linh tinh đi đã. Trời ơi, tơ nhện này, chân nhện này. Ui, khối vàng rồi đầu lâu xương chậu nè. Mấy cái này vất đi, mấy cái cây lấm này. Trời ơi, vất cái gì đi bây giờ? Nhiều đồ quá, vất xương chó đi. Ui, mình còn đúng hai mũi tên các bạn ơi. Tí nữa là toang ngay. Ok, nhận được cái đầu rồng rồi nha. Khối kim cương nè, khối kim cương nè. Và cái quả trứng rồng này là làm thế nào ta các bạn ơi? Các bạn ơi, làm thế nào để lấy cái quả trứng rồng này ra? Bây giờ mình mà đập ra là nó vỡ là cũng khổ. Thì tới cái đoạn này thằng không biết phải làm thế nào để mang được cái quả trứng rồng này về nhà. Thằng sợ đập ra nó sẽ bị vỡ mất. Nên là thằng sẽ kết thúc cái video của thằng tại đây. Thì các bạn nhớ comment để bảo thằng cách mang trứng rồng về nhà. Hoặc là để nó ở đây nhưng mà nó lở ra con đồng là được. Nhưng mà chắc chắn là phải mang được trứng rồng về nhà chứ. Chứ bây giờ ở đây thì chả có cái nguyên liệu gì. Cứ phải đi xa xôi mệt đấy các bạn ơi. Các bạn nhớ comment nha, thắng đợi các bạn ở chỗ này đấy.